hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB. Tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Nhân Ái. Được thành lập năm 1993 và chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2009. SHB hiện có hơn 10.000 cán bộ nhân viên, 539 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp và kết nối tới 500 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục. Giữ top 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, top 10 ngân hàng thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, top 100 ngân hàng khu vực ASEAN, top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là một trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay hỗ trợ tiêu dùng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh nộp thuế nhập khẩu, phát hành thư bảo lãnh trong nước. Lịch sử giá cổ phiếu. Điều gì tạo nên siêu phẩm SHB giai đoạn 2019 đến 2021? Diễn biến chung ngành ngân hàng sau 2016. Sau giai đoạn nợ xấu 2011 đến 2012, tình hình và chất lượng tín dụng cải thiện, tăng trưởng tín dụng đạt 18,71% so với cuối năm 2015. Nhờ chính sách tiền tệ được Ngân hàng Nhà nước điều hành theo hướng nới lỏng thận trọng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Nguồn vốn huy động của toàn hệ thống tăng 18,38% so với thời điểm cuối năm 2015 là 16,1%. Hiệu quả sinh lời của toàn hệ thống được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Thu nhập lãi thuần tăng 9% so với năm 2015, chiếm 79% trong tổng thu nhập hoạt động. Hệ số an toàn vốn của toàn hệ thống năm 2016 ước đạt 11,3%. Tỷ lệ vốn cấp 1 trên tổng tài sản có rủi ro điều chỉnh là 8,6%. Toàn ngành có 4 trên 92 ngân hàng thương mại có tỷ lệ CA dưới 9%. Thời điểm tháng 9 năm 2020, tổng tài sản SHB đạt hơn 401.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Nguyên nhân cho sự tăng trưởng này đến từ cả hoạt động phát hành tăng vốn chủ sở hữu lẫn tăng nợ phải trả. Tổng tài sản của SHB tăng đều đặn kể từ năm 2017 đến nay. Vào năm 2021, SHB công bố kết quả kinh doanh với nhiều chỉ tiêu tài chính tăng trưởng bứt phá. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 6.260 tỷ đồng, tăng 100% so với năm trước. Tổng tài sản cũng tăng 12,5% đạt mức 464.000 tỷ đồng. Sau nhiều quý cải thiện thì ROA và ROE hiện đang đạt mức lần lượt là 1,5% và 25,6%, tương đương với các ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu hệ thống. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập CIR trong 2021 đã đạt mức tối ưu dưới 30%, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 là 40,4% và cả năm 2020 là 35,2%. Thu nhập đột biến đến từ game bán vốn công ty tài chính tiêu dùng SHB Finance cho Krung Sri, thành viên thuộc tập đoàn Mitsubishi UFJ Financial Group, với giá khoảng 3.600 tỷ cho 100% vốn điều lệ. Ý tưởng đầu tư xuất hiện khi bạn nhìn thấy các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời ngày càng được cải thiện. Tiềm năng tăng trưởng thu nhập do quy mô tài sản lớn, nên cải thiện và tích cực xử lý nợ xấu cũ. Kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài và cổ đông chiến lược. ROE và ROA cải thiện. Theo dõi dòng tiền vào cổ phiếu, năm 2020 khi kết quả kinh doanh tích cực được công bố, giá cổ phiếu bắt đầu tăng, cổ đông lớn mua vào khối lượng lớn, dòng tiền vào SHB tăng mạnh mẽ. Đó là thời điểm tốt nhất để đầu tư. SHB là trường hợp điển hình của một cổ phiếu tăng giá nhờ cải thiện lợi nhuận và game bán vốn cho đối tác nước ngoài. Hãy thực hành nghiên cứu cụ thể từng trường hợp của từng cổ phiếu để nâng cao kỹ năng tìm kiếm cổ phiếu và nhận diện được cơ hội đầu tư sớm nhất. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.